Thưa quý vị và các bạn, khai thác cá cơm là nghề truyền thống của ngư dân vùng biển Ninh Thuận. Những ngày qua, nhờ thời tiết và ngư trường thuận lợi, nhiều tàu cá cập cảng với khoang thuyền đầy ắp cá cơm. Được mùa cá cơm cùng với giá bán ổn định nên ngư dân rất phấn khởi. Cảng Cá Ná, cảng cá lớn nhất của tỉnh Ninh Thuận. Trên bến dưới thuyền luôn tấp nập. Theo ngư dân địa phương cho biết, mùa này biển bắt đầu rộ cá cơm. Các tàu cá khai thác ở vùng biển cách bờ khoảng 20 hải lý. Mỗi tàu cá có thể đánh bắt được từ 60 đến 300 giỏ cá, mỗi giỏ từ 17 đến 20 kg. Cá cơm được thương lái thu mua ngay tại cảng với giá từ 250 đến 320 ngàn đồng trên một giỏ. Có mấy ngày đây nó làm cũng chưa có đạt tiêu chuẩn như mấy năm trước. Hy vọng mình cũng được tháng tới đây cũng làm cho nó rất nhiều cho bà con ra cũng kiếm ăn. Nó có 10 bữa nay đây này. Bà con mới làm có. Cũng mừng. Vụ cá nam năm nay, cá cơm ở vùng biển Ninh Thuận xuất hiện muộn hơn các năm trước đó. Do đó ngay khi bốc dỡ hàng, các tàu cá lại nhanh chóng chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu để ra khơi. Đã vào mùa vụ cá nam thì đặc biệt cũng là mùa vụ có cá cơm thì cảng cá Cà Ná đã phối hợp với lại biên phòng để sắp xếp cho tàu thuyền địa phương mình ra vô được thông thoáng và bốc dỡ kịp thời. Trên bờ thì cảng cá Cà Ná phối hợp với lực lượng biên phòng thì sắp xếp cầu cảng thông thoáng để cho bà con bốc dỡ sản phẩm cho nó đầy hồ và được sản phẩm bảo đảm sản phẩm tươi tốt và đem lại chất lượng hiệu quả cao. Khai thác cá cơm là nghề truyền thống của ngư dân vùng biển Ninh Thuận. Mùa cá cơm không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho ngư dân, mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 300 đến 500 ngàn đồng một người một ngày tại các cơ sở chế biến các sản phẩm từ cá cơm. Gần 14 ngày nay là thường trời rầm mưa là cá nó hơi ra nhiều, được bà con ở đây thu hoạch cũng được. Đi làm cá hấp thôi, tại tủ mua cá tươi về á. Rồi mình đi hấp lại, đem ra đây mình phơi. Cá cơm với kích thước tối đa chỉ bằng đốt ngón tay. Loại cá này được ngư dân Ninh Thuận ví như lộc của biển. Cá cơm thường được bán cho các cơ sở chế biến nước mắm hoặc chế biến cá cơm khô xuất khẩu. Niềm vui được mùa cá cơm trong thời điểm này đã tiếp thêm động lực để ngư dân vươn khơi, bám biển.